Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết quyết định này được đưa ra sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ lãnh đạo của các Cộng hòa ly khai ở miền đông Ukraine. Các tình huống đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện hành động dứt khoát và ngay lập tức, ông Putin nói, theo đài RT, Nga. Hãng tin thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn hãng tin TASS của Nga cho biết sáng ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, LPR, tự xưng tại Donbass, miền đông Ukraine. Trước đó, ngày 23 tháng 2, hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho biết, lãnh đạo DPR và LPR đề nghị Tổng thống Nga giúp đỡ trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Putin cũng kêu gọi binh sĩ Ukraine hạ vũ khí ngay lập tức. Tất cả các thành viên của quân đội Ukraine nếu tuân theo những yêu cầu này sẽ có thể rời khỏi khu vực chiến đấu, Tổng thống Putin tuyên bố. Bất cứ ai cố gắng can thiệp, hoặc thậm chí hơn thế nữa, tạo ra các mối đe dọa cho đất nước và nhân dân của chúng tôi, họ phải biết rằng Nga sẽ đáp trả ngay lập tức và khiến họ phải chịu những hậu quả chưa từng trải qua trong lịch sử. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi biến cố, ông Putin nói. Trong khi ông Putin đưa ra tuyên bố này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp tại New York trong một nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn chiến tranh. Một số đại sứ trong các đồng minh NATO, bao gồm cả đại diện từ Mỹ, bà Linda Thomas Greenfield, đã kêu gọi Nga rút quân và quay lại bàn đàm phán, theo New York Times.